từ một vùng đất bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đã bắt tay vào thực hiện công cuộc kiến thiết. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực, những quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh Gia Lai đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và được đánh giá là chưa có tiền lệ khi phải chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song đến nay, tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. 10 trên 26 chỉ tiêu đã vượt so với nghị quyết đề ra, trong đó các chỉ tiêu quan trọng trong giai đoạn 2021-2023 đều đạt cao, như tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP theo giá so sánh 2010 ước tăng 9,1%, tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 13,6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 152.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17,24% một năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt 71,42 triệu đồng. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững, diện mạo từ đô thị đến nông thôn và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, qua đó càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và với cấp ủy chính quyền địa phương. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các ban ngành, cho nên là người dân ở huyện Công Chợ Gò cũng rất là vui mừng, phấn khởi và đã quan tâm đến đời sống của nhân dân, rồi nâng cấp hạ tầng cơ sở, cho nên là người dân rất là vui mừng. Đường xã đi lại rồi, giao thông nông thôn rồi thì là sinh hoạt rồi, là đời sống, thức làm ăn của bà con thì ai cũng làm ăn dựa theo để là tập trung học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhưng ngày xưa tụ tung mà nó khác cái chỗ đó đấy. Từ tương bà con là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là pháp luật của nhà nước. Bà con ra đây là rất đoàn kết, cùng chung nhau để phát triển kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Thành phố sẽ tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12. Thứ nhất là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Thứ hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập, lợi nhuận trên một đơn vị diện tích. Thứ ba là huy động các nguồn lực để xây dựng thành phố Pleiku theo định hướng là đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe. Và nhiệm vụ thứ tư, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là năm 2023 là cái năm chúng ta triển khai một số dự án lớn, trọng tâm của thành phố, cho nên đòi hỏi là các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc thành phố phải đồng sức đồng lòng, quyết tâm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương chúng ta khắc phục những khó khăn để xây dựng thành phố phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Để triển khai thực hiện thắng lợi 5 cái chương trình trọng tâm thì trong thời gian tới thì Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nhiệm vụ cũng như là các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Đặc biệt là đối với huyện Iagrai là huyện biên giới thì công tác đảm bảo quốc phòng an ninh là hết sức quan trọng. Cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để triển khai thực hiện vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới. Dự báo còn đó những khó khăn, thách thức và trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, đòi hỏi cần có sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở nhằm phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó sớm hiện thực hóa được mục tiêu đưa Gia Lai trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy cơ quan đơn vị địa phương, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết liệt,
sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, từng đồng chí cấp ủy viên theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, trong những tháng cuối năm 2023, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ tỉnh. Gia Lai đang vững bước trên hành trình đổi mới của quê hương đất nước và dần khẳng định được vị thế trong khu vực và trên cả nước. Thành tựu kết quả đạt được đó càng thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó có sự đồng hành chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.